một phần. Được chưa? Và cái phần code đấy thì cô sẽ chấm riêng từng bạn một, chứ không phải là chấm chung nữa. Như vậy chúng ta chỉ chung nhau cái phần khảo sát, phân tích thiết kế thôi. Và code thì code riêng. Tuy nhiên là code riêng rồi thì cuối cùng thì chúng ta phải gộp lại thành một cái solution, nó có điểm nhóm nhá. Không phải là làm ví dụ như làm nhóm 10 chẳng hạn, đúng không? Mỗi bạn code một phần chức năng của cái hệ thống quản lý bán hàng. Thế sau đấy là lúc bảo vệ là 5 cái solution đâu, phải gộp cho cô thành một cái. Nhưng mà cô sẽ chỉ chấm code mà các bạn được phân thôi, còn phần khác thì cô quan tâm. Đó. Thế nên là điểm của mỗi bạn trong nhóm thì có thể khác nhau. Có bạn 9, 9 rưỡi, thậm chí có bạn 10, nhưng có bạn chỉ có khi chỉ 4, 5 thôi, do code của mình viết. Được chưa? Thế chúng ta hình dung ra cái cách làm của chúng ta như vậy. Nhóm 17. Nhóm 17 ok dạ. Bạn nào là trưởng nhóm nhỉ? Liên lạc của nhóm nhỉ? Em tên. Cô đang chuyển màn hình, cô không nhìn thấy dạ. Em nói đâu. Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh, tôi cho bạn là Cù Tuấn Anh vào đây nhá. Bạn Cù Tuấn Anh liên hệ với bạn Nguyễn Tuấn Anh nhá. Thế thì nhóm này cô nghĩ này, quản lý điện thoại thì cô nói sơ sơ thôi nhá. Thì nó sẽ có một số chức năng. Nói chung là bán hàng thì thường nó sẽ có một số chức năng chung chung với nhau. Nó sẽ khác cho từng cái hệ thống bán hàng cụ thể do cái nhiệm vụ của nó. Nhưng nói chung bán hàng thì nó sẽ có ví dụ như là nhập hàng này, đặt hàng này, nhập hàng này, bán hàng này, thấy chưa? Điện thoại thì em phải nhập về em mới bán được chứ, đúng không? Đúng ạ. Chứ mình không phải tự sản xuất ra, mình không phải là bán bánh mà mình tự sản xuất ra mình bán và mình nhập về. Thế thì nhập về thì em phải có một cái đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Ví dụ em bán cho Samsung, em bán cửa hàng và em bán rất nhiều đồ, ví dụ của Samsung, của iPhone thì em phải có cái đơn đặt hàng cho Samsung là tôi nhận những mặt hàng, tôi đặt những mặt hàng nào về để tôi bán. Như vậy em sẽ phải có đặt hàng này. Đặt hàng về thì em phải có nhập hàng này. Em đặt bằng đấy nhưng chưa chắc người ta đã nhập đủ cho em thì em phải xác nhận là cái việc nhập đấy là có đủ theo đơn đặt hàng hay không. Đấy là nhập hàng. Rồi em bán hàng này. Được chưa? Thế là tôi nghĩ là một bạn làm cho tôi đặt hàng nhà cung cấp, một bạn làm nhập hàng, một bạn là bán hàng là đủ. Được chưa? Ba bạn làm cái đấy thì bạn Cù Tuấn Anh trong cái vào nhóm này nhá thì làm cho tôi cái phần bảo hành nhá. Tại vì tôi muốn là em thì vào sau mà em không tự liên hệ được với nhóm thì tôi ghép em vào thì tôi sẽ phải tách cái phần code của em ra. Nếu em không làm được ạ, nếu em không làm được thì không ảnh hưởng các bạn nhá. Được chưa? Anh này làm cho tôi cái phần bảo hành nhá. Chắc chắn là có đâu nhỉ? Cô thấy cô mua điện thoại đều có phiếu bảo hành mà. Có. Ừ đúng không? Thì cửa hàng mình cũng phải làm phần bảo hành nhá. Được chưa? Thế thì lúc mà làm cái này thì Tuấn Anh phân cho bạn nó làm phần bảo hành. Được chưa? Cái trong tài liệu ấy nhá. Rồi nó tách hẳn các bạn ra, không thì nhớ bạn nó không làm được thì không ảnh hưởng gì em. Được nào? Rồi ổn rồi. Nhóm 7 nhá. Trong buổi hôm nay lát nữa thì mình gửi cho cô cái tên đề tài nó rõ nhá. Không cô cứ mỗi một tuần cô trừ một điểm đấy. Hỏi cô gì về bài tập lớn không? Nha. Cô dặn này tuần sau thì thu thập tất cả những tài liệu có thể thu thập được. Đúng không? Về cái hệ thống mình định xây dựng. Đó. Ví dụ như là cửa hàng, ví dụ nghiệp vụ, ví dụ như nhân sự, ví dụ như chức năng của từng bộ phận, ví dụ quy trình nhập hàng, bán hàng, các biểu mẫu, tức là các em thu thập được cái gì, các em thu thập hết nhá. Sau đấy thì sang phần thứ 7, cô sẽ có yêu cầu viết báo cáo như thế nào, từ phần đấy. Được chưa? Hỏi cô gì về bài tập lớn không? Thế nhá, giờ chúng ta quay về cái bài học của chúng ta. Hôm trước là chúng ta học đến cái phần static rồi đúng không?
Thầy lớp đây à? Dạ vâng ạ. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần còn lại của lập trình đối tượng. Nốt lý thuyết phần lập trình đối tượng, sau đấy chúng ta thực hành 2 buổi. Sau đấy chúng ta sẽ kiểm tra. Kiểm tra thì như vậy chúng ta sẽ ở cái tuần thứ mấy nhỉ? Tập hành 2 buổi nữa là chúng ta sẽ ở tuần thứ 7, chúng ta kiểm tra tuần thứ 8 đúng không? Tuần thứ 8, nhưng mà nếu giả sử lúc đấy nhá, cô mà nghe cái tình hình chúng ta sẽ được đi học offline thì cô sẽ hoãn kiểm tra lại nhé, chúng ta học tiếp, được chưa? Kiểm tra offline thì kết quả sẽ nói chung thì sẽ chính xác hơn online. Chúng ta chỉ kiểm tra online trong trường hợp nói chung là bất đắc dĩ thôi. Chúng ta sang phần tiếp theo của lập trình đối tượng, đó là phần kế thừa và giao diện. Thì kế thừa là một công cụ rất mạnh trong lập trình đối tượng. Nó cho phép ta tạo ra các lớp mới từ một lớp đã có, và qua đó cho phép tái sử dụng cốt của lớp đã có, giúp giảm thiểu việc lập cốt giữa các lớp, dễ dàng bảo trì và giảm thời gian phát triển phần mềm. Theo hình minh họa ở trên màn hình thì chúng ta xây dựng lớp B kế thừa từ lớp A. Đó. Như vậy là lớp A là lớp có sẵn, mà từ đó ta tạo ra các lớp khác. Ta gọi lớp này là lớp cha, lớp cơ sở. Được chưa? Còn lớp B, lớp mới xây dựng dựa trên cơ sở của lớp cũ, chúng ta gọi là lớp con, lớp dẫn xuất. Thuật ngữ tương tự như nhau thôi, nghĩa tương đương nhé. C-sharp thì chỉ cho phép mỗi lớp con có một lớp cha trực tiếp. Cách kế thừa này nó gọi là đơn kế thừa. Lớp con đến lượt mình lại có thể trở thành lớp cơ sở cho các lớp khác. Và quá trình này có thể tiếp diễn với nhiều thế hệ lớp khác nhau, tạo ra một cái cấu trúc phân cấp của các lớp có quan hệ kế thừa. Ở đây có thể kế thừa sâu hơn nữa, đúng không? Khi một lớp kế thừa từ một lớp khác, nó thừa hưởng tất cả các thành viên của lớp cha, trừ những thành viên được đánh dấu là private, phương thức khởi tạo hay phương thức hủy. Ở trong giới hạn môn học chúng ta thì chúng ta không nói đến phương thức hủy, đúng không? Chúng ta chỉ nói đến các private và phương thức khởi tạo thôi. Nhìn vào cái cấu trúc phân cấp minh họa này, chúng ta thấy là gì? Lớp person là lớp cha, đúng không? Cho lớp employee kế thừa. Như vậy lớp employee kế thừa các thành viên của lớp person, đó là name, date of birth, và nó bổ sung thêm thành viên của nó là recruitment date. Sau đó thì lớp employee nó lại là lớp gì nào? Cha cho lớp permanent employee và lớp contract employee kế thừa. Hai lớp con này nó sẽ kế thừa các thành viên của lớp employee và nó bổ sung thành viên của riêng nó.
trong C-sharp để mà định nghĩa lớp kế thừa thì chúng ta sẽ viết dấu hai chấm tên lớp cơ sở. Ví dụ ở đây class employee person, nghĩa là chúng ta xây dựng lớp employee kế thừa từ lớp person. Và quay lại ví dụ hôm trước chúng ta đang làm, đúng không? Trong buổi trước thì chúng ta đã định nghĩa ra cái lớp khách hàng gồm có các thuộc tính là ID, hào đẹp, tên, số lượng mua, đơn giá. Các thuộc tính này đều là public, đúng không? Phương thức thành viên thì chúng ta định nghĩa ra phương thức là phương thức suất, phương thức tính tổng tiền đập lập chồng, đúng không? Hai overload. Rồi chúng ta xây dựng constructor có cái danh sách tham số tăng dần, đúng không? Và chúng ta cho phép gọi giữa các constructor để chúng ta này nào sử dụng lại cốt, tránh lập cốt. Chúng ta cũng đã sử dụng biến thuộc tính tĩnh có cái mức truy cập là public. Giả sử bây giờ chúng ta xây dựng một lớp khách hàng thân thiết, chúng ta ép một class vào tên là khách hàng thân thiết. Lớp này chúng ta kế thừa từ lớp khách hàng. Em nhìn nhé, ở đây chúng ta có lớp khách hàng này, đây chúng ta kế thừa từ lớp khách hàng. Nó không nhìn thấy là do nguyên nhân như này. Hôm trước là cái project của chúng ta demo OP, đúng không? TT thuộc tính là cô đặt ở trong một cái project demo của ngày hôm trước là ngày bao nhiêu, ngày 9 tháng 10. Thế hôm nay là cô trích ra một cái project trong đấy thôi để cô demo tiếp ngày hôm nay. Thế cô đổi tên project, đổi tên project thì khi mà chúng ta tạo cái class khách hàng thân thiết này thì tên của namespace nó là demo OP. Còn tên của cái khách hàng thân thiết ấy, namespace của nó là demo, tức là tên nó khác. Nên là khi ở đây chúng ta kế thừa nó sẽ không có. Có hai cách, một cách là chúng ta using cái demo OPTT. Đó, còn ở đây thì cô đơn giản là cô đổi nó luôn. Nha, không using nữa. Cô đổi luôn. Yeah, lâu ấy nó sẽ lấy được cái class khách hàng này nó kế thừa. Bây giờ chúng ta sẽ thêm thuộc tính cho cái lớp khách hàng thân thiết, đó. Rồi chúng ta thêm phương thức vân vân. Trước hết là chúng ta xem là cái lớp khách hàng thân thiết nó kế thừa những cái gì từ lớp khách hàng. Chúng ta sang program, chúng ta xem nhé. Comment đi. Comment đi, code này lại. Đó. Khách hàng thân thiết. Đây là lớp khách hàng thân thiết đúng không? Ở lớp khách hàng chúng ta có cái thuộc tính tĩnh đúng không? Chúng ta thử xem có cái thừa cái đấy không? Chấm. Có đúng không? Đây. Cái thừa thuộc tính tĩnh của lớp đúng không? Bây giờ chúng ta khai báo new khách hàng thân thiết. Mở ngoặc. Em thấy rằng là lớp khách hàng của chúng ta có một danh sách các phương thức khởi tạo đều là mức truy cập là public. Tuy nhiên lớp con nó không hề kế thừa,
không thể kế thừa thế nào đúng không? Nên như vậy lớp con nếu mà muốn có constructor thì chúng ta phải viết thôi. Bây giờ xem khách hàng thân thiết chấm nó kế thừa cái gì? Tất cả các thuộc tính chúng ta khai báo là public đề ID, họ đề, tên, số lượng mua, đơn giá, đúng không? Đều kế thừa. Phương thức tính tổng tiền, chúng ta có hai overloss, đúng không? Ở đây nó kế thừa cả hai luôn. Bây giờ vì là lớp con thì nó không kế thừa constructor, ở đây cô sẽ đó viết constructor nhá. Thì khách hàng thân thiết, từ từ chúng ta xem thêm thuộc tính vừa trước đã, thêm thuộc tính nhá. Khách hàng thân thiết thì có thuộc tính nhá, phần trăm giảm giá đi, phần trăm giảm giá. Bây giờ chúng ta sẽ viết các con trước đây. Như vậy thì so với lớp khách hàng thì khách hàng thân thiết có thêm một thuộc tính, như vậy là chúng ta sẽ có 6 con trước tơ với danh sách tham số tăng dần đúng không? Public, khách hàng thân thiết không tham số đó. Thế thì lớp cha của nó là nó có constructor không tham số được nè. Chúng ta có thể gọi lại hoặc chúng ta viết lại constructor của lớp con từ đầu. Chúng ta cứ tăng dần lên nhé. Tiếp theo là ID, in ID. Ấy, mình nhầm. Viết ở trong đấy từ đúng không? Trong đây chúng ta có thể gọi lại cái constructor của lớp khách hàng thân thiết. Thì chúng ta có thể gọi như này. This. Đó. Mà đây thì cô sẽ không gọi cái này mà cô sẽ gọi constructor của lớp cha. Chuyển sang tổ luôn để chúng ta phải viết. Thế thì cái mở đóng mặt chúng ta cho lên đúng không? Thọc một dòng. Tiếp đây là một tham số public, khách hàng thân thiết. Cái hai tham số chúng ta bỏ qua đúng không? Thì họ đệm bao giờ đi cùng với tên, in ID, string, họ đệm, string, tên, đó. Ta của nó có gì nhỉ? Base cũng có ba cái đúng không? ID, họ đề, tên. Tâm không cần làm gì cả. Tiếp tục chúng ta sẽ viết đây là 3 này, 4 này, tin này, số lượng mua đúng không? Số lượng mua. Gọi constructor của lớp cha cũng đủ 4 tham số. Số lượng mua. Rồi. 5 này.
được mua này, double này, đơn giá này, đơn giá này, gọi con các từ đơn tra này, đơn giá đúng không? Rồi, rồi đến nó có thêm thuộc tính phần trăm giảm giá mà, cho nên chúng ta phải có cái phân tích từ thứ sáu, đơn giá in phần trăm giảm giá. Đó. Thế thì cái này nó không gọi base, base của cha của nó thiếu mà. Đúng không? Vậy thì cô sẽ gọi lại cái this cũng được, bày được, gọi bày cũng được, thôi cô gọi là this thì cho nó đa dạng rồi, chứ tức là gọi là cái constructor bốn tham số của nó, đơn giá số lượng mua, đơn giá 2, 4, 5 rồi, sau đấy trong thân này chúng ta viết tiếp cái là gì nhỉ, phần trăm giảm giá bằng giá trị của tham số phần trăm giảm giá, tán thuộc tính phần trăm giảm giá của đối tượng bằng giá trị tham số phần trăm giảm giá. Ý của nó là như vậy. Em có hiểu cách viết cái constructor của cái lớp con không? Hello? Có hiểu không đấy? Có. Ok. Rồi. Bây giờ như vậy chúng ta xây dựng constructor của lớp con rồi đúng không? Chúng ta sẽ sang cái gì nhỉ? Cái lớp cha. À lớp class, lớp cái program để chúng ta test thử cái. Chúng ta sẽ dùng cái constructor 6 tham số đi nhỉ? Là chúng ta có 6 cái rồi nhá. ID 111, name Nguyễn Văn, tiếp số lượng mua 10, đơn giá 2.5, phần trăm giảm giá 10% đi. Được. Rồi. Thế sau đấy chúng ta sẽ gì, xuất ra, cô lấy cái lệnh xuất ra, cô sẽ thay chữ gì nhỉ, item. Cô đang muốn thay can has thay khách hàng thân thiết hay là item chấm what, sao lại thay vào đây nhỉ? Cô chọn cái chỗ current document, cô chọn vào cái phần selected, selected. Ok. Can soon hot đúng không? Cái này hả? Không, có phần dưới ạ, phần current document ấy, đấy ạ. Cô nhấn vào đấy ạ. Selection đúng không? Vâng ạ. Rồi. Đây là can soon A. Cái này là chúng ta sẽ thay cái gì nhỉ? Khách hàng thân thiết đúng không? À thay item chấm. À không, item thôi đúng không? Cái tên đấy mà chúng ta hiển thị cái thuộc tính khách hàng thân thiết đúng không? Rồi, ok. Rồi. Bây giờ chúng ta xem nó chạy chưa đúng không? Hiển thị. Rồi nó vẫn chỉ có hiển thị gì? Mã này, họ đệm này, tên này, số lượng mua này, đơn giá này, tổng tiền. Chúng ta hiển thị nốt cái gì nhỉ? Phần trăm giảm giá, tôi cũng cho đầu đuôi nhá, cho luôn đầu đuôi phần trăm giảm giá cho đằng sau, thuộc t gì nhỉ, khách hàng thân thiết chấm phần trăm giảm giá,
phần trăm giảm giá, thêm cái dấu phần trăm vào nhìn cho rõ ràng. Chúng ta xem. Ok, giảm giá 10%. Nhưng mà 10% ở đây thì chắc là còn 22,5 đúng không? Như vậy là rõ ràng chúng ta muốn cái phương thức tính tổng tiền của lớp con nó sẽ thực thi khác với phương thức tính tổng tiền của lớp cha, là nó phải trừ đi cái phần trăm giảm giá. Trong trường hợp đó, nếu chúng ta muốn lớp con triển khai phương thức theo cách riêng của nó thì ta cần thực hiện cái việc ghi đề phương thức của lớp cơ sở. Để ghi đề phương thức thì chúng ta sẽ viết cái phương thức ở lớp cơ sở cho phép ghi đề bằng cách dùng từ khóa virtual. Còn ở lớp com thì chúng ta thông báo ghi đề bằng việc sử dụng từ khóa override. Như vậy thì chương trình của chúng ta sẽ như sau. Chúng ta đang định nạp chồng phương thức này đúng không? Phương thức tính tiền không tham số cô co cái này lại nhá, cho nó nhìn cho nó thoáng cốt. Đây là nạp chồng phương thức. Ở lớp cha chúng ta cho phép ghi đề bằng cách dùng từ khóa virtual. Đó. Ở lớp con chúng ta ghi đề bằng từ khóa override. Cái này chúng ta sẽ nhân với 1 trừ đi phần trăm giảm giá chia cho 100. Bây giờ chúng ta xem chạy chương trình. Giá vẫn giữ nguyên. Chúng ta xem nó có chạy vào trong phương thức của lớp con không đúng không? Phương thức lớp con đây. Chúng ta xem nó có chạy vào không. Có chạy. Số lượng đơn giá. Như vậy tính sai. Cái này do kiểu dữ liệu rồi. Chúng ta sẽ ép kiểu đúng không? Phần trăm giảm giá đây cô đặt nó là in, nên là chia này nó thành 10 mà chia cho 100 thì sẽ thành 0,1. Số nguyên thì thành 0. Nên ở đây cô sẽ đổi nó thành góc 1. Ép kiểu. Đấy. Như vậy là nó sẽ gọi phương thức của lớp con. Phương thức lớp con đã nạp đề lên phương thức của lớp cha. Ở đây là chúng ta đặt đề phương thức tính tổng tiền mà không có tham số. Trong lớp cha là chúng ta có các phương thức có hai tham số. Vậy thì bây giờ trong chương trình chúng ta sử dụng cái tính tổng tiền có tham số thì sao? Tính tổng tiền, tôi sẽ gọi tham số nhé. Là khách hàng thân thiết chấm số lượng mua, khách hàng thân thiết chấm đơn giá. Thì chúng ta xem nó sẽ gọi phương thức của lớp cha đúng không? Vì lớp con là chúng ta không có đặt đề với phương thức tính tổng tiền không có tham số. Bây giờ cô sẽ copy cái phương thức của lớp cha sang. Ôi, xin lỗi, cái này không phải nạp chồng, cô ghi nhầm, nạp đè đúng không? Thế bây giờ chúng ta có phương thức này ở lớp con nhé. Bây giờ chúng ta xem nó thông báo này. Ở đây thông báo là gì? Cái phương thức tính tổng tiền của lớp khách hàng thân thiết đã che giấu đi cái thành viên được kế thừa là tính tổng tiền ở lớp cha khách hàng.
Đấy. Và nó bảo chúng ta là hãy sử dụng cái từ khóa new nếu chúng ta thực sự là muốn che đi phương thức ở trong lớp cha. Chúng ta cứ chạy thử đã, xem nó lấy phương thức nào. Đặt product ở đây nhá. Như vậy là nó vẫn dùng phương thức của lớp con đúng không? À, xin lỗi, cô phải sửa cái thân nó đi đã. Đặt product ở đây. Nó vẫn dùng cái phương thức của lớp con đúng không? Như vậy thì kết quả thì vẫn đúng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cơ chế che giấu phương thức, nếu ở lớp con chúng ta viết một phương thức cùng tên với phương thức của lớp cha, đó, cùng signature với phương thức của lớp cha, thì nó tự động che giấu đi cái phương thức của lớp cha. Ở đây nó sẽ hiển thị một cái nhãn cảnh báo thôi, chương trình vẫn chạy. Và để cho rõ ràng, chúng ta chỉ ra là cái hành động che phương thức của lớp cha này thực sự là điều người lập trình mong muốn, thì chúng ta sẽ sử dụng từ khóa new. Cái này nó gọi là che giấu phương thức. Còn cái trên này là nạp bè phương thức. Còn cái này là che giấu phương thức. Lúc này chúng ta thấy rằng cái thông báo của nó không còn nữa. Đương nhiên nó vẫn thực thi cái phương thức của lớp con thôi. Là ghi đề phương thức. Rồi. Tiếp theo là ghi đề phương thức toString. Phương thức toString sẽ trả về một chuỗi chứa thông tin của đối tượng hiện tại. Nghĩa là như thế nào? Cô sẽ thử. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái biến đi, decibel nhá. Decimal, một cái số, một cái biến tên là number, chúng ta dán bằng 2.5. Decimal là gì nhỉ? D. Học số là D đúng không? Không phải học số là D. À, học số là M. Ok. Rồi, thế bây giờ chúng ta có một cái chuỗi string, đúng không? Ở đây chúng ta là number string bằng number tấm toString. Thì number string là cái gì? Nó chính là chuỗi ký tự số 2.5. Chúng ta xem nhé. Nó là chuỗi 2.5 đặt ở trong lẽ kép kìa. Đó. Date time. Date time. Ngày bằng date time now. Đây là dữ liệu ngày tháng nhé. Đã có một cái string. Đó. Ngày string bằng ngày chấm toString. Được chưa? Như vậy là nó sẽ chuyển cái ngày của chúng ta thành một chuỗi. Nó không phải dữ liệu ngày nữa mà nó là một chuỗi. Như vậy thì phương thức toString nó sẽ
trả về một chuỗi đại diện cho các đối tượng chứa thông tin đó, của đối tượng hiện đại, là phân tích trả về một chuỗi chứa thông tin cho đối tượng hiện đại. Thế thì nếu thế thì cái đối tượng của chúng ta, đối tượng khách hàng thân thiết à? Khách hàng thân thiết này, nếu mà chúng ta dùng pushing thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta thử xem. À, đây, chúng ta sẽ ghi là swing đúng không? Khách hàng thân thiết swing bằng gì nhỉ? Khách hàng thân thiết chấm pushing như vậy là nếu mà chúng ta dùng phương thức tu sinh với kiểu dữ liệu chúng ta định nghĩa thì chúng ta sẽ nhận được cái tên lớp. Đó, tên lớp, tên namespace luôn. Demo OP là tên của namespace, khách hàng thân thiết là tên lớp. Vậy nếu chúng ta muốn phương thức tu sinh của lớp khách hàng thân thiết sẽ trả lại cái thông tin của đối tượng này thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc nạp về phương thức toString. Phương thức toString là phương thức của lớp object, lớp cơ sở của mọi lớp ở trong CSAP. Vậy thì chúng ta sẽ nạp về phương thức toString. Public array toString. Return, không phải cái này nữa, chúng ta sẽ return lại cái chuỗi chứa thông tin á. Cô lấy cái này nhá, chuỗi này. Return string chấm format cái chuỗi của chúng ta. Ở đây thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cái này đi đúng không, chúng ta bỏ khách hàng thân thiết đi. Khách hàng thân thiết khách hàng thân thiết chấm đó. Tính tổng tiền chúng ta lấy cái không tham số nhìn cho ngắn như nhau cả thôi. Kết quả của hai cái phương thức tính tổng tiền có tham số và không tham số thì như nhau mà. ID họ định tên số lượng mua đơn giá tổng tiền phần trăm giảm giá. Ok. Vậy bây giờ ra ngoài chương trình sử dụng thì người sử dụng không cần viết cái chuỗi dài dài nữa mà chỉ cần viết là khách hàng thân thiết to string. Để xem chương trình chạy. Được. Có vẻ chúng ta xây dựng cái lớp của chúng ta như thế thì người dùng lớp của chúng ta nó sẽ đỡ vất vả hơn đúng không? Đó là override to string cho khách hàng thân thiết đúng không? Chúng ta cũng vất luôn cái này cho lớp khách hàng. Please override to string return string
format. Chúng ta sẽ lấy cái chuỗi mà chúng ta viết ở trong cái này. Ta sẽ bỏ đi hai phần chấm nữa. Đó. Và như vậy ở ngoài chương trình thì chúng ta cũng không cần viết cái chuỗi dài dài nữa, mà chúng ta chỉ cần viết là icon chấm to string thì nó có vẻ ngắn gọn hơn, đúng không? À, chúng ta thử cho cái khách hàng đã xem chúng ta sử cốt như thế nào. Nhập danh sách, hiển thị danh sách. Ok. Đấy là chúng ta nạp đề phương thức toString. Tiếp theo là chúng ta xem cái phương thức equal. Phương thức equal xác định xem hai đối tượng có bằng nhau không. Đối tượng thì có kiểu dữ liệu là tham chiếu, như vậy là hai đối tượng bằng nhau chỉ khi mà nó cùng tham chiếu đến một vùng nhớ, đúng không? Còn nếu không thì hai đối tượng không bao giờ bằng nhau cả. Chúng ta sẽ thử xem. Cô sẽ comment cái này nhá. Comment cái code này lại. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là hai đối tượng khách hàng thân thiết mà chúng ta tạo giống hệt nhau thì liệu nó có bằng nhau hay không. Đây là khách hàng thân thiết. Đi. Khách hàng thân thiết 2 đi. Thấy chưa? Thế bây giờ chúng ta muốn so sánh con sau chấm line của KH một và HTT1 chấm equal với KHTT2. Ta so sánh hai đối tượng khách hàng thân thiết 1, khách hàng thân thiết 2. Nhìn thế này nghĩa ra phải bằng nhau đúng không? Cho nên này giống hệt nhau, mã họ tên, số lượng mua, đơn giá, phần trăm giảm giá, giống hệt nhau. Nhưng bây giờ nếu mà so sánh cái này thì chúng ta nhìn thấy kết quả là false. Khách hàng thân thiết 1 với khách hàng thân thiết 2 là hoàn toàn khác nhau. Nó sẽ bằng nhau trong trường hợp nào? Chúng ta sẽ khai báo khách hàng thân thiết KHTT3. Đó. Sau đó chúng ta gắn nó bằng KHTT1. Tức là gắn như thế này, tức là khách hàng thân thiết 3 nó rồi đó cùng tham chiếu với như là khách hàng TT1, tức là cùng chỉ với một vùng nhớ, thì hai cái này nó bằng nhau này. Đấy chưa? Vậy chúng ta biết cái này 3 thì kết quả chúng ta sẽ nhận được là true. Đấy rất là bằng nhau. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nhập thông tin khách hàng á thì chúng ta muốn là gì? Nếu mà mã của khách hàng giống nhau thì đấy là cùng một khách hàng. Ví dụ ở đây mã đều là một cả thì nó phải là giống nhau, tức là khách hàng thân thiết 1 phải bằng khách hàng thân thiết 2. Trong trường hợp mà chúng ta muốn định nghĩa lại như vậy
thì chúng ta sẽ viết lại cái phương thức như cua. Tức là chúng ta sẽ đặt bài phương thức như cua. Ở đây là nó so sánh đối tượng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ viết ở trong so sánh ID đúng không? Thì chúng ta sẽ viết ở trong khách hàng nhé. Viết ở khách hàng thì khách hàng thân thiết cũng kế thừa đúng không? So ID thì khách hàng cũng có, khách hàng thân thiết cũng có, chứ không phải chúng ta so sánh phần trăm giảm giá. Thì khách hàng không có thì chúng ta viết ở khách hàng thân thiết. Đây là chúng ta biết này, đây là nạp đề phương thức của ha. Để so sánh, để so sánh hai khách hàng public offline moon equal return. Bây giờ đối tượng so sánh của chúng ta là object, là đối tượng object, thì chúng ta phải ép cái object này thành đối tượng khách hàng để chúng ta so sánh. Như vậy chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc ép kiểu khách hàng KH bằng khách hàng OBG. Sau đấy thì chúng ta sẽ return, return this so sánh ID mà chấm equal với kh chấm ID. Vậy bây giờ nếu trong chương trình của chúng ta, chúng ta so sánh như thế này đúng không? Bây giờ 111 thì nó sẽ là true đúng không? Vì ở đây chúng ta so sánh theo mã. Đó. Như vậy thì chúng ta có thể chỉnh chương trình chúng ta ở dưới này một chút. Đúng không? Khi mà thêm vào danh sách khách hàng thì chúng ta sẽ kiểm tra server which if nhỉ? If không phải là if, không phải if này. Server đúng rồi. If chúng ta sẽ kiểm tra, nếu như mà danh sách khách hàng đã chứa cái đối tượng khách hàng rồi đúng không, chứa rồi thì không thêm, vậy không chứa thì đó, nếu danh sách khách hàng chưa có đối tượng khách hàng thì chúng ta thêm vào, ngược lại thì chúng ta sẽ hiển thị cái thông báo console.write khách hàng này đã có trong danh sách. Đấy. Chúng ta đổi màu đi tí nhìn cho nó rõ. console.for ta comment lại cái này nhá.
comment lại cái này. Chúng ta mở cái này ra để test. Một 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 a ok quên cô phải nhập hai cái này một một làm sao mà test được. Nhập vào khách hàng 111 a số lượng mua 10 khách hàng 2 b b số lượng mua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập chúng ta sẽ phải nhập một cái trùng a số lượng mua 10 đơn giá 2 2 b số lượng mua. Bây giờ chúng ta đã có hai khách hàng mã là 111 và 222, giờ chúng ta sẽ nhập một cái mã khách hàng thứ ba đúng không, mã 111 họ đệ c đó. Nó sẽ có thông báo là khách hàng này đã có trong danh sách. Như vậy là danh sách chúng ta nó chỉ có hai luôn, khách hàng A và khách hàng B thôi đúng không? Khách hàng C trùng mã nó không đưa vào. Nhấn enter kết thúc nhập. Đó là như đề phân chức equal. Chúng ta sang phần tiếp theo là lớp trừu tượng. Lớp trừu tượng là loại lớp đặc biệt được sử dụng để làm khuôn mẫu tạo ra các lớp khác. Mục đích của lớp trừu tượng là cung cấp bản thiết kế cho các lớp dẫn xuất và thiết lập một số quy tắc mà lớp dẫn xuất phải thực hiện. Lớp trừu tượng không được sử dụng để tạo ra đối tượng như là lớp bình thường. Trong lớp trừu tượng có thể chứa các phương thức trừu tượng hoặc là không trừu tượng. Một phương thức là trừu tượng thì phương thức này không thể có mã tử thi. Đây là những chú ý về cái lớp trừu tượng. Chúng ta xem là chúng ta sẽ định nghĩa lớp trừu tượng như thế nào. Để mà khai báo lớp trừu tượng thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ khóa abstract trong khai báo lớp. Được chưa? Để khai báo phương thức trừu tượng thì chúng ta sẽ dùng từ khóa abstract trong khai báo phương thức. Và để lớp con thực thi cái phương thức trừu tượng thì chúng ta dùng từ khóa override. Lúc trước là chúng ta dùng đây là virtual ở lớp bình thường đúng không? Đây chúng ta dùng abstract. Còn bây giờ thì lúc đó là lớp trừu tượng, bây giờ chúng ta sẽ thử trên cái bài của chúng ta. Cái này thì cô muốn giữ lại cái của dấu tích này nhá, nên cô sẽ copy nó sang một cái project khác. Try
chúng ta xem cái khái niệm. Chúng ta xem là lớp trừu tượng là không được sử dụng để tạo ra đối tượng như lớp bình thường. Lớp chúng ta khai báo là lớp khách hàng ở đây đúng không? Lớp khách hàng thì lớp khách hàng này khi chúng ta khai báo nó không có cái từ khóa abstract, tức là nó là lớp bình thường. Nó là lớp bình thường nên là chúng ta đã gì nào cho nó kế thừa được đây. Đấy, lớp khách hàng thân thiết kế thừa từ lớp khách hàng. Và trong chương trình chúng ta cũng đã tạo đối tượng của lớp khách hàng đây. Được không? Thế nếu mà chúng ta khai báo lớp khách hàng thành lớp trừu tượng bằng cách chúng ta thêm từ khóa abstract vào. Đúng không? Thì chúng ta xem lớp trừu tượng không được sử dụng để tạo object. Như vậy thì chúng ta xem cái câu lệnh tạo object trong program. Đây nó báo luôn. Đúng không? Chúng ta không thể tạo một thể hiện của cái lớp trừu tượng. Đó, lệnh này chúng ta sẽ không gì đó. Không chạy được. Trong lớp trừu tượng có thể chứa các phương thức trừu tượng hoặc không trừu tượng. Rồi, chúng ta xem trong lớp khách hàng chúng ta khai báo là trừu tượng đây, nó chứa phương thức gì đấy? Không trừu tượng. Đây rõ ràng là phương thức bình thường đúng không? Đây phương thức thành viên. Hoặc chứa phương thức trừu tượng. Một phương thức trừu tượng thì chúng ta khai báo bằng từ khóa abstract. Vậy bây giờ chúng ta sẽ khai báo bằng từ khóa abstract đúng không? Là ví dụ lớp này chúng ta sẽ khai báo bằng từ khóa abstract. Public abstract. Và vì khai báo là phương thức trừu tượng cho nên nó không có phần thực thi. Khai báo thôi, khai báo mức truy cập, kiểu dữ liệu, tên phương thức, danh sách tham số nếu có, nhưng mà không có phần thực thi. Đây. Phương thức là trừu tượng thì phương thức không thể có phần thực thi. Như vậy thì ở trong này chúng ta khai báo xong thì chấm phẩy đúng không? Cái code từ thi này không có nữa. Và một lớp khi mà kế thừa từ lớp trừu tượng thì nó bắt buộc phải thực thi cái phương thức trừu tượng của lớp cha. Như vậy sang khách hàng thân thiết đó. Này giả sử đây cô đã gì nào copy cái này lại. Đó. Copy này lại nha. Chúng ta xem nó báo cái gì. Đây nó sẽ báo lớp khách hàng thân thiết không thực thi cái thành viên trừu tượng là tính tổng tiền được kế thừa. Như vậy là chúng ta sẽ phải gì? Thực thi cái phương thức trừu tượng. Định nghĩa ở đây. Đó, để thực thi cái phương thức này.